Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 1 Tây tháng 8 năm 2020 và là ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ ở Việt Nam đã là ngày 2 Tây tháng 8 là ngày Chủ nhật tại Việt Nam thì trước hết thì muốn chúc các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ Và trong vòng 24 tiếng hồi vừa qua Thì nghĩ là nhiều bạn rất là vui Tại vì chúng ta nhìn vào những cái giá cả của những đồng crypto Thì đã tăng lên rất là nhiều Các bạn thấy được là thị crypto là rất nhiều những màu xanh Hầu hết những đồng đều là một cái màu xanh Chúng ta thấy những cái đồng như là BTC Đã có sự tăng trưởng rất là nhiều là 4% Bây giờ mức là 11.800 đô Hầu như là muốn phá cái mức là 12.000 Và các bạn thấy là Ethereum thì cũng tăng 11 1,74% Bây giờ lại muốn phá cái mức là 400 đô Thì nó đăng những cái thông tin này à, Ở trên những cái mạng xã hội Và các bạn thấy là những đồng khác như là đồng BCH à, Cũng tăng 5%, BSV cũng tương tự Đồng XRP thì tăng 14,8% Và rất nhiều, và rất nhiều những đồng crypto đều tăng trưởng Thì thường này có một cái suy nghĩ à, Thường ra chia sẻ hồi sáng này cho những mạng xã hội Là có phải là những cái loại tài sản Như là crypto đang tăng trưởng Hay là đồng đô la đang bị mất giá. Đây là một điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tại vì chúng ta thấy là trong cái thời kỳ dịch bệnh này đã có rất nhiều điều đã đang xảy ra và một trong những cái điều mà đang xảy ra bây giờ đó chính là cái sự thay đổi trong thị trường tiền tệ chúng ta nhận được rất nhiều những cái thông tin à, liên quan tới cái số tiền được in ra từ những quốc gia để mà hỗ trợ à, cái sự kiện dịch bệnh lần này các bạn cũng thấy được là bao nhiêu hỗ trợ được đưa ra từ các quốc gia mà nhất là chúng ta thấy được là hoa kỳ bây giờ vẫn đang đàm phán một cái hỗ trợ kế tiếp và gói hỗ trợ kế tiếp mà mình thấy là ít nhất là 1.000 tỷ đô la và chúng ta thấy là đảng Dân Chủ lại muốn cái số tiền lên tới 3.000 tỷ đô la con số thực sự rất là nhiều đây để chúng ta không tính tới cái những gói hỗ trợ trước đó một đợt là các bạn thấy là 2, mấy nghìn tỷ đô la một đợt là khoảng chừng dần như là 500 tỷ đô la và những cái số tiền được đưa ra từ Fed cùng với nước bang của hoa kỳ để mà hỗ trợ thị trường tài chính thì thị trường tín dụng thì các bạn thấy được là cái số tiền được in ra rất là nhiều cho nên đã làm cho một số điều thay đổi và các bạn thấy là những quốc gia khác cũng in nhưng mà không có in nhiều như là hoa kỳ thì điều này có nghĩa như thế nào chúng ta sẽ nói tới trong cái video này tại vì các bạn thấy là Hoa Kỳ là một một, một cái cây cường quốc nhưng mà chúng ta cũng nên biết được là cường quốc không phải là mãi mãi. Các bạn thấy là trong lịch sử gần đây thôi, không nói tới là lịch sử trước đây có rất nhiều những cái dẫn chứng nhưng mà gần đây chúng ta thấy là trong lịch sử mấy chục năm qua chúng ta đã chứng kiến những cái đế quốc trở thành cường quốc và sau đó lại đi ngược chỗ xuống các bạn thấy là những cái quốc gia như nền nước anh rồi chúng ta có nước pháp bây giờ là hoa kỳ là một cường quốc nhưng mà sau này thì không ai dám chắc chắn được và không có một quốc gia nào là cường quốc mãi mãi và đồng đô la bây giờ gọi là reserve currency nghĩa là đây là một cái đồng gọi là dự trữ của cả thế giới các bạn có thể là không để ý tới nhưng mà có rất là nhiều những cái mặt hàng mà cuối cùng vẫn phải quy ra đồng đô la như là chúng ta nói tới là dầu thì dầu cuối cùng các bạn thấy là dầu một thùng dầu bán trên thế giới cuối cùng cũng phải quy ra đô la nghĩa là đồng đô la là cái đồng ấn định của thế giới và là đồng dự trữ nhưng mà thường thì suy nghĩ là có thể là trong vòng 10 năm, 20 năm tới đây cái vị trí của đồng đô la có thể đây được thay đổi nhất là chúng ta thấy những cái thông tin được đưa ra từ Trung Quốc, từ Ấn Độ, chúng ta thấy được tin tức được đưa ra từ Thái Lan, hay là thậm chí là Canada đã đưa ra những cái thông tin liên quan tới tiền kỹ thuật số và nhất là chúng ta thấy được là những quốc gia như là Trung Quốc và Thái Lan thì đã tiến tới tiền kỹ thuật số rất là nhanh để mà đưa ra một cái tiền điện tử riêng của quốc gia của họ rất là khác so với cái số tiền mà chúng ta có được ngân hàng thì có một vấn đề mà thường đã từng giải thích một vài lần nhưng mà nhiều bạn vẫn sự hay hỏi Thuận là chúng ta nghe nói từ những cái thông tin là quốc gia này đưa ra tiền điện tử quốc gia khi đưa ra tiền điện tử thì có gì khác biệt so với cái tiền đang nằm trong ngân hàng tại vì các bạn thấy được là bây giờ thì tiền các bạn gửi cho ngân hàng cũng là một con số điện tử thì có khác gì đâu tại sao lại mọi người lại quan tâm đến việc là một quốc gia đưa ra tiền điện tử riêng tại vì cái sự khác biệt lớn nhất ở đây đó chính là cái tiền các bạn gửi vào trong ngân hàng thì cái tiền đó không phải là tiền nữa mà đó là cái số nợ các bạn thấy được là các bạn dùng tiền của mình vào một ngân hàng các bạn thấy cái số tiền mình nằm trong ngân hàng nhưng mà cái số tiền đó không phải là tiền mà là cái số nợ ngân hàng duy cho các bạn khi nào mà các bạn cần các bạn trở lên ngân hàng để mà lấy cái số tiền đó ra đó là một cái nợ chứ không phải là tiền mà chúng ta nói là tiền kỹ số của một quốc gia hay là tiền điện tử của một quốc gia là khác các bạn thấy là tiền này sẽ được in ra ở trên những cái hệ thống điện tử và cái số tiền này đã đến trực tiếp từ ngân hàng trung ương các bạn sẽ có một chương mục với ngân hàng trung ương mà không cần phải thông qua một cái ngân hàng chính giữa đây là một điều rất là khác biệt và chúng ta hãy nhìn vào một số những cái thông tin uh, liên quan tới tình hình của đồng đô la chúng ta thấy được uh, là cái số lượng tiền in ra rất là nhiều nhiều cỡ nào chúng ta sẽ nói tới một lát nữa và ảnh hưởng ra sao đối với cái sự tăng trưởng về mặt giá cả của nhiều cái loại tài sản khác nhau nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Hồi sáng này thì có một cái bài viết được đưa ra bởi Content Graph nhưng mà bài viết này à, là được viết bởi Panther Capital CEO đó chính là Dan Moorhead thì Dan Moorhead nói là Hoa Kỳ in nhiều tiền hơn trong tháng 6 mới đây, nghĩa là trong một tháng tháng 6 mới đây in nhiều tiền hơn là hai thế kỷ đầu tiên của Hoa Kỳ. Các bạn thấy là cái tháng trước đây nghĩa là tháng 5 là cái sự thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ đã lên tới 864 tỷ đô la, có nghĩa là cái số tiền mà chính phủ Hoa Kỳ thu được từ thuế so với cái số tiền mà chính phủ phải đưa ra để mà chi tiêu là thâm hụt 864 tỷ đô la, con số rất là cao lớn hơn là tổng số nợ phát sinh từ năm 1776 đến năm 1979 ở Hoa Kỳ Mình thấy được là chỉ trong vòng vài tháng mà cái số nợ đã tăng lên nhiều hơn là từ năm 1776 đến năm 1979 và một nghìn tỷ đầu tiên mà Hoa Kỳ in ra cái số tiền đó đã đủ để cho Hoa Kỳ đánh bại đế quốc Anh mua alaska và louisiana đánh bại chủ nghĩa phát xít chấm dứt đại suy thoái xây dựng hệ thống đường cao tốc liên bang và lên mặt trăng các bạn thấy được là một nghìn tỷ đầu tiên của hoa kỳ đã có thể làm được rất nhiều điều nhưng mà kỳ này chúng ta thấy được là dịch bệnh xảy ra thì hoa kỳ in hết nghìn này tới nghìn khác à, cái số tiền in ra rất là nhiều nhưng mà nhận được là bao nhiêu chúng ta vẫn chưa có rõ và lợi hại như thế nào chúng ta sẽ nói tới à, trong những cái tài liệu kế tiếp ở trên màn hình các bạn, các bạn đang xem là một cái biểu đồ biểu đồ này chúng ta thấy được là cái số tiền thiếu hụt ngân sách hàng năm là như thế nào thì các bạn thấy được là từ năm 1776 mãi đến khoảng chừng là năm 1980 thì hàng năm Hoa Kỳ vẫn thiếu hụt ngân sách nhưng mà các bạn thấy là cái sự thiếu hụt là rất là ít và hầu như là bằng nhau trong những năm đó nhưng mà từ năm 19 khoảng chừng là 80 trở lên thì đã có nhiều cái sự thiếu hụt ngân sách cao hơn và các bạn thấy là những năm như là năm à, cuối năm 1990 cho đến những năm đầu năm 2000 thì Hoa Kỳ đã có một cái thời gian là có một cái gọi là surplus có nghĩa là cái số tiền thâu vào từ thuế ít hơn là số tiền chi ra nhưng mà đó là những cái năm ngắn ngủi nhưng mà sau đó các bạn thấy được là bắt đầu từ năm 2005 thì cái số tiền mà thiếu hụt ngân sách ngày lại càng tăng lên và nhất là chúng ta thấy được là năm 2020 này cái số tiền thiếu hụt trong ngân sách đã hơn 4.000 tỷ đô la Các bạn thấy là một cái sự thiếu hụt rất là lớn so với lịch, lịch sử trước đây Các bạn có thể cộng lại nhiều năm trước đây mà cũng không bằng Từ đầu năm 2020 cho đến bây giờ các bạn thấy được là rất rõ ràng là cái số tiền thiếu này là phải in ra để mà bù đắp vào Chứ nếu không thì lấy tiền đâu mà chúng ta mà có thể đưa cho những cái người dân Lấy tiền đâu mà Hoa Kỳ có thể là hỗ trợ những cái gói hỗ trợ mà được đưa ra tiền đâu mà có được những cái hỗ trợ đó các bạn cần phải suy nghĩ đến đó chính là tiền in ra bằng cách là họ sẽ bán những cái trái phiếu những cái công trái phiếu của hoa kỳ và cái người mua các bạn có thể đoán được là phần lớn được thu mua lại bởi cục dự trữ liên bang của hoa kỳ thì trên màn hình các bạn các bạn đang nhìn vào một cái biểu đồ đây là biểu đồ giá trị một đô la từ năm 1920 đến năm 2020 thì rất rõ ràng là bắt đầu từ khoảng chừng năm 1932 thì giá trị một đồng đô la đã từ từ mất xuống và mất xuống rất là nhanh. Các bạn thấy được là mất xuống tới cái mức bây giờ là gần như là hơn 90% giá trị một đồng đô la đã bị mất đi. Điều này có nghĩa là các bạn thấy là cái giá trị mà các bạn có thể sử dụng một đồng đô la để mà mua hàng hóa đã bị giảm đi 90% có nghĩa là lạm phát là một điều ảnh hưởng rất là lớn trong thời gian lâu dài các bạn có thể nghĩ là lạm phát một năm là ba phần trăm bốn phần trăm là có thể quản lý được nhưng mà mình thấy là trong cái thời gian dài thì lạm phát đó sẽ nhân lên và nhân lên và nhân lên mỗi năm bốn phần trăm bốn phần trăm bốn phần trăm trên cái mức hiện tại các bạn thấy là giá cho một đô la đã không còn là bao nhiêu chúng ta đừng nói tới xa như vậy chúng ta hãy nhìn vào chỉ trong vòng 10 năm qua 20 năm qua các bạn hãy nghĩ đi 100 đô cách đây 10 năm mua được những gì 100 đô bây giờ mua được những gì Các bạn có thể thấy được cái sự ảnh hưởng của lạm phát năm này qua năm nọ rất là nhiều và chúng ta uh, thấy là lạm phát như năm này là những cái năm lạm phát coi như là cũng không có cái gì gọi là quá đặc biệt so với năm nay chúng ta thấy được là cái số tiền mà phải được in ra tại vì dịch bệnh đã lên rất là nhiều ở Hoa Kỳ thì lạm phát năm nay sẽ ra sao các bạn có thể tưởng tượng được nhưng mà đặc biệt là nhiều người bây giờ là cho thấy là lạm phát không phải là cái điều mà quan trọng nhất bây giờ cái điều mà nhiều người lo ngại đó chính là giảm phát tại vì người ta cho là trong cái thời kỳ dịch bệnh này chúng ta sẽ thấy giảm phát trước sau đó chúng ta mới thấy lạm phát giảm phát như là sao giảm phát có nghĩa là chúng ta thấy giá trị của tiền tăng lên so với giá trị của những cái hàng hóa và vật chất và lạm phát là ngược lại các bạn thấy được là vật chất leo thang nhưng mà tiền thì lại bị mất giá thì các bạn thấy được là mặc dù là lo ngại và lạm phát lan rộng nhưng mà nhiều chuyên gia dự đoán là cái giá tiêu dùng sẽ thực sự đi vào thời kỳ giảm phát có nghĩa là cái giá trị của hàng hóa sẽ đi xuống chứ không phải là đi lên và đó là điều mà đã xảy ra ở nước Úc trong tuần này khi mà nhà báo ABC News báo cáo là cái giá tiêu dùng ở nước này thực sự đã bị giảm xuống 1,9% trong cái tháng 6 có nghĩa là hàng hóa ở nước Úc đã bị giảm xuống 1,9% so với lại một cái tháng trước đó, đó là một cái kỷ lục giảm phát kể từ sau cái chiến tranh Triều Tiên. À, thì chúng ta thấy là tại sao lại có cái sự kiện xảy ra là giảm phát trước khi một con lạm phát? thì chúng ta nhìn vào một số những thông tin cũng rất là dễ hiểu. tại vì các bạn thấy là người dân bây giờ thì lo ngại liên quan đến tình hình dịch bệnh và ảnh hưởng kinh tế nên không có tiêu tiền. thì chúng ta đã từng chia sẻ rất nhiều những cái thông tin trên channel này là các bạn thấy là bây giờ những ngân hàng ở Hoa Kỳ thì thống kê cái số tiền mà người dân gửi vào cho ngân hàng người ta gửi tiết kiệm nó lên tới là khoảng chừng 2.000 tỷ đô la nằm trong ngân hàng là một con số kỷ lục người dân Hoa Kỳ không có cái thói quen là họ để dành tiền cho nên cái số tiền 2.000 tỷ đô la đang nằm trong những ngân hàng bây giờ rất là nhiều Tại sao mà lại có nhiều tiền nằm trong ngân hàng như vậy? Thì tại vì à, cái số tiền này một phần là đến từ những những cái gói hỗ trợ, nhưng mà người dân vẫn không có sử dụng cái số tiền này, tại vì họ đang lo sợ về tình hình kế tiếp là như thế nào. Các bạn thấy là bây giờ có rất nhiều người đang hoang mang là kinh tế khi nào họ phục lại, nhiều người bây giờ vẫn còn đang thất nghiệp, cho nên nhiều người họ không có dám tiêu tiền vì cái lý do đó người dân không ra ngoài đường tiêu tiền họ thủ để lợi như cái chuyện gì, gì họ còn có tiền để mà suy sở nhưng mà khi mà chúng ta thấy cái tình hình mà nó đỡ hơn khi chúng ta có những cái thông tin liên quan tới vaccine thì người dân sẽ có sự an tâm hơn khi mà họ ra đường họ sẽ tiêu dùng họ sẽ mua sản phẩm mua dịch vụ thì lúc đó các bạn thấy được là cái số tiền mà không có được xài trong vòng mấy tháng qua là sẽ ồ ạt đổ vào trong nền kinh tế làm cho giá cả sẽ tăng lên bây giờ các bạn thấy là cái nguồn cầu không có nhiều mà nguồn cung nhiều thì đương nhiên là giá chỉ sẽ giảm xuống nhưng mà ngược lại sau này khi mà cái nguồn cầu tăng lên mà nguồn cung cũng như vậy thì sẽ làm cho giá cả tăng lên cho nên giảm phát trước sau đó chúng ta mới thấy được cái sự lạm phát và cái phần trăm lạm phát nhiều người cho sẽ là rất là cao tại vì in tiền quá nhiều đây là một cái điều rất là bình thường khi chúng ta nói tới cái việc là in tiền dẫn đến lạm phát và chúng ta nhìn vào cái tình hình hiện tại thì nhiều người sẽ hỏi là lạm phát ở đâu thì thực ra lạm phát đã bắt đầu diễn ra nhưng mà không có như là nhiều người đang tưởng tượng tại vì chúng ta đang à, nhìn vào những cái hàng hóa vật chất thì các bạn thấy được là giá cả cũng như vậy không có gì khác biệt so với cái đây 6 tháng thì lạm phát ở đâu nhưng mà lạm phát bây giờ đã bắt đầu nhưng mà đang ẩn mình ở trong thị trường tài chính như là chứng khoán và các tài sản và giá của các tài sản như là các bạn thấy là từ đầu năm cho tới bây giờ chúng ta nhìn vào chứng khoán Hoa Kỳ thì S&P 500 đã lên 1,25% Nasdaq từ đầu năm đến tới bây giờ đã lên 19,76% Và các bạn thấy được là S&P 500 và Nasdaq là các chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ Thì tình hình bây giờ so với lại thời kỳ này trước cái khi dịch bệnh xảy ra Thì các bạn cũng thấy được là một trời một vật về mặt kinh tế bây giờ Hầu như là toàn cầu kinh tế đang bị bế tắc Bây giờ là vẫn đang khởi động lại nhưng mà với cái sự bùng nổ dịch bệnh đợt 2 này thì đã khiến cho nhiều quốc gia lại đóng cửa trở lại nên kinh tế đang bị tê liệt toàn cầu thì tại sao mà chứng khoán lại có cái sự tăng trưởng nhiều như vậy thì các bạn cũng có thể là đã đoán được đã tại vì nhiều người bây giờ là đẩy tiền vào trong thị trường chứng khoán tại vì bây giờ họ không có được lợi nhuận khi mà họ mua trái phiếu nhiều họ không có được lợi nhuận khi mà họ gửi vào trong ngân hàng thì nhiều người sẽ bắt buộc phải đẩy tiền của mình vào trong chứng khoán số tiền in ra thì lại đi vào túi của người dân người dân lại dùng số tiền đó đẩy ngược trở vào thị trường chứng khoán khiến cho thị trường chứng khoán Hoa Kỳ bị thổi phồng lên và đây không phải là điều riêng ở chứng khoán Hoa Kỳ mà các bạn thấy là chứng khoán ở nhiều nơi khác cũng tương tự. À, Dow Jones cũng vậy các bạn thấy là mặc dù là tình hình bây giờ rất là tệ so với lại à, đầu năm nhưng mà từ năm cho tới bây giờ chỉ giảm có 6% giá nhà cũng vậy các bạn thấy được là bất động sản ở Hoa Kỳ thì trung bình chúng ta rất là khó tính tại vì mỗi năm điều mỗi khác nhưng mà dựa theo Realtor.com thì trung bình một năm qua vẫn tăng 3,1% Tại sao giá nhà lại tăng lên thì có rất nhiều lý do Một trong những cái lý do chúng ta thấy đó chính là những cái uh, quyết tâm của Cục Dự Liên bang của Hoa Kỳ về việc bơm tiền vào trong thị trường tín dụng Các bạn thấy là trước hết là lãi suất bây giờ rất là thấp Tại vì Cục Dự Liên bang của Hoa Kỳ đã giảm lãi suất xuống 0% Khiến cho mượn từ ngân hàng rất là rẻ, khiến cho nhiều người mượn được nhiều tiền hơn Và họ có thể dùng số tiền đó để mà một bất động sản đẩy giá lên Và thứ nhì nữa là sau khi mà những cái ngân hàng cho vay bất động sản thì Fed đã đưa ra quyết định là họ sẽ hỗ trợ thị trường tính dụng bất động sản Bằng cách là mua lại những cái chứng khoán thế chấp bất động sản Để cho những công ty đó có tiền để mà tiếp tục cho vay Đây là lý do tại sao mà chúng ta thấy được là giá nhà vẫn đang trên con đường tăng lên mà không có giảm Vàng các bạn cũng đã thấy là đã tăng 29% từ đầu năm cho tới bây giờ Bitcoin đã tăng 68% từ đầu năm cho tới bây giờ thì những điều này tôi muốn chia sẻ với bạn thì có những như thế nào các bạn thấy được là rất là dễ hiểu là ý tôi muốn nói ở đây là chúng ta không nên lưu trữ nhiều tiền mặt tại vì chúng ta sẽ thấy cái sự lạm phát sẽ diễn ra và nếu như có thể thì chúng ta nên tìm hiểu những cái loại tài sản khác nhau các bạn có thể là tìm hiểu chứng khoán các bạn có thể tìm hiểu bất động sản vàng btc nhưng mà chúng ta cần phải để tiền vào trong một cái loại tài sản mà không in được chứ nếu các bạn cầm tiền mặt thì tiền mặt vẫn có thể tiếp tục được in ra và trong tương lai tiền mặt cũng sẽ lại tiếp tục được in ra và in ra rất là nhiều cho nên chúng ta cần phải tự bảo vệ bản thân mình bằng cách tìm hiểu và đầu tư vào những loại tài sản khác nhau và đây là những gì mình muốn chia sẻ với bạn trong cái video này. Nếu như các bạn muốn theo dõi Thuận Capital trên mạng xã hội để nhận được những thông tin mới nhất thì ở phía dưới video này sẽ có cái link mà bấm vào để tìm thấy những cái link chính thức như là link của Twitter, link của Facebook, link của Telegram hay là nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một cái sàn giao dịch nào các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái thông tin liên quan tới ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital bằng cách là các bạn có thể tham gia vào sàn Margin FX các bạn có thể nhận được những cái tín hiệu trade miễn Phí, uh, và những cái hỗ trợ đến từ đội của Thuận Capital các bạn có thể đăng ký thông qua cái link ở trên màn hình và bấm vào link form đăng ký hay là các bạn có thể tham gia vào những cái sàn như là sàn Bybit uh, sàn Binance và sàn Coinbase tất cả những thông tin sẽ nằm phía dưới video này và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn